em chia sẻ với em luôn. Ai đang xem thế? Ai đang xem mà không hề nói một lời nào thế mọi người? Chào 3 người đang xem này, chào 5 người đang xem rồi nhé mọi người ơi. Ai đang xem mà không comment gì làm chi thế buồn thế? Ai đang xem mà im ỉm luôn, không thể nói một lời nào thì chi thế này. Chào bạn Đức Tài này, chào bạn Bùi Văn Tấn nhá. Chào bạn Tới nhá, hú hú Kim Vua Chi đây nhá, Kim Vua Chi đây, chào bạn Tới luôn nhá. Chào 11 người đang xem này, chào bạn Cường Sen nhá. Chào mọi người đang xem nhá, chào 13 người đang xem nhá mọi người ơi. Kim Chi, đây nhanh Đức Mạnh ơi, em Kim Chi đây nhá mọi người. Hôm nay có một bạn ngồi bên cạnh thế này, mọi người có muốn làm quen kết bạn không nào mọi người? Hôm nay em giới thiệu cho mọi người luôn, bạn đấy chưa có người yêu. Chưa có người yêu luôn nhá. Chào Chi Chi, chào bạn Bùi Nguyên Phương nhá mọi người. Hello bạn Minh Bình Nguyễn này. Chị Ánh đâu rồi, chị Ánh bắt đi nấu cơm rồi nhá. Phạm Nhật Hào ơi, chào mọi người đang xem nhá, chào 16 người đang xem này. Mọi người đâu hết rồi nào, 16 người đang xem mà. Chị được, em phải nói đi. Hello, chào cả nhà. Hôm nay em Lan với chị Chi nhá, sẽ lên đây chém gió tất cả các anh em này. Có anh em nào chưa có người yêu không ạ? Vào đây em giới thiệu chị Chi cho tất cả các anh em nhá. Anh em nào thích ăn kim chi không nào? Chị Chi nhà em giỏi làm kim chi lắm. Đó, anh em nào mà thích ăn kim chi như món ăn Hàn Quốc ấy thì là cứ vào trong này nha. Chào anh Đức Mạnh nha, anh chưa có người yêu nha anh Đức Mạnh ơi. Chi Châu Đất, đúng là tuổi trâu luôn này. Ông tuổi gì nào, thích bị trâu hút không nào? Ánh đâu Chi ơi, Ánh đi nấu cơm nhá, Cường Sen nhá. Người vận chuyển chào bạn luôn này, chào bạn Minh Bình Nguyễn nhá. Khi nào chị Ánh làm sao, khi nào chị Ánh like à? Chào 29 người đang xem này mọi người ơi. Tối rồi ăn mì omachi thôi. Ok ông luôn nhá, ăn mì omachi thoải mái đi nhá. Thích cho thêm kim chi củ cải và thịt cho luôn vào gói mì của ông đi ạ. Ánh mà phải nấu cơm ạ, chị chuẩn luôn. Ánh đang học để lấy chồng nhá mọi người. Chào nắm mồm. Tôi nắm mồm lúc nào cái ông kia. Chào nhá, chào bạn Hoàng Đức nhá. 38 người đang xem rồi ạ. Chị Ánh đâu chị? Chị Ánh đi nấu cơm rồi, hôm nay chị Ánh sẽ rán đậu, rán cá, rán nem các kiểu con là điểu luôn mọi người. Người vận chuyển, xin chào bạn người vận chuyển nhá. 41 người đang xem này, mọi người yêu quý hai chị em này, chia sẻ giúp hai chị em lên 1-2 trang cá nhân nhá mọi người. Kém Duyên, bây giờ lại vào xem rồi phải không? Chào Kém Duyên lên này, Ánh đâu Ánh ơi? Ánh không ở đây nhá, Văn Hòa nhá. Hôm nay có bạn mới nhá, có muốn làm quen bạn mới không nào? Bạn mới chưa có người yêu nhá mọi người. Bụi Buồn, chào bạn nhá. Chào bạn Bụi Buồn này, nghe cái tên mà sao buồn thế vậy trời, vào đây nói chuyện rồi thì vui nghe nhá bạn ơi. Hoàng Ngọc Bích chào chị. Chào bạn Hoàng Ngọc Bích luôn này, chào bạn Nguyễn Phương Thúy này. À, Ánh tuổi gì vậy chị? Ánh là tuổi gì nhở? Phải tuổi hổ không nhở mọi người, hay là tuổi gì nhở? Tuổi mèo. Tuổi mèo. Tuổi mèo. Trời ơi, bạn Ánh tuổi mèo mọi người ơi. Hôm nay thiếu mất một chị lắm mồm. Tí nữa cho chị ấy vào lại thành một cái dàn đồng ca mùa hạ luôn đấy mọi người ạ. Cho Ánh vào là thành ba chị em dàn đồng ca mùa hạ đấy mọi người, nghe điếc hết cả tai. Gửi anh lời yêu thương đến em áo xanh kia nhảy kim chi. Ok anh Hà Minh Giang nhá. Gửi lời yêu thương đến bạn này phải không ạ? Chưa có người yêu nhá mọi người ơi. Hùng Nguyễn chào em nhé. Chào anh Hùng Nguyễn luôn này. Chào bạn Từ Hiếu này, chào bạn Harry Phạm nhá. Shop lại có thành viên mới à? Chuẩn rồi bạn ơi. Shop lại có thành viên mới và quan trọng là bạn ấy chưa có người yêu nhá mọi người. Bạn ấy đang tìm người yêu, có ông nào muốn hot về không nào? Toàn hot girl, cảm ơn bạn Kém Duyên nhá. Chọn ông nào, chọn ai nào bạn Kém Duyên nào? Cù Lăng chào bạn luôn nhá. Chào hai em, chào Công Phiên nhá. Chào bạn Giang Chi Chi này, chia sẻ giúp mình đi nào. Chia sẻ chục nhóm rồi, cảm ơn bạn Nguyễn Văn Hưng này. Ai yêu quý hai chị em này, chia sẻ giúp hai chị em lên 1-2 trang hội nhóm nhá mọi người ơi. Hoàng Ngọc Bích, hôm nay mới thấy chị chào em. Trời ơi, hôm nọ comment nhiều quá, mọi người phải chia sẻ giúp em thì em đọc comment mọi người mới không bị ẩn nhá mọi người. Hai chị sinh năm bao nhiêu vậy? Một người là tuổi hổ, còn một người là tuổi trâu. Nguyễn Thị Khánh Giang chào bạn luôn này. Mèo với chó có hợp nhau không? Quá hợp luôn bạn ơi. Quá hợp luôn, nếu mà bạn là tuổi chó mà bạn lấy một người tuổi mèo về là vui cửa, vui nhà, vui cả khắp xóm luôn nhá bạn nhá. Nguyễn Thị Khánh Giang chào bạn nhá. Chào bạn Nhạt Nhoa này. Chào bạn Nhạt Nhoa nhá. Chào bạn Thu Hà này. Từ Hiếu, Kim Chi nói điệu ghê. Dạng người ta vẫn thế lại còn bảo người ta điệu nữa cơ. Trung Bin chào bạn luôn này. Tiến Tô Singer. Em mà xanh chứng kiến cho anh nhé. Ok, chứng kiến cái gì nào anh ơi? Hi hi cái gì bạn Quang kia, vào đây nói chuyện đi nào. 73 người đang xem, mọi người yêu quý hai chị em, chia sẻ giúp hai chị em lên 1-2 trang hội nhóm nhá mọi người. Yêu quý Chi này, yêu quý cái bạn mới này, Chi sắp giới thiệu bạn mới cho mọi người này, thì chia sẻ giúp Chi lên 1-2 trang hội nhóm nhá. Bạn sinh năm bao nhiêu? 97 tuổi trâu đã bảo rồi nào. 97 tuổi trâu là các ông ơi. Trung Kiên Nguyễn chào bạn luôn nhá. Ai thả tim cho Chi thế này? Lộc Lê chào bạn luôn này. Xin chào bạn Trần Quang Trường nhá. Chị Ánh đâu chị ơi, cho đi rán cá rồi nhá. Trần Châu Viết Hùng ơi, cho đi rán cá rồi. Hôm nay bắt Ánh phải làm cho kinh khủng luôn mọi người ạ.
Không bán đồ hả chị? Chưa thích bán, thích đang nói chuyện mọi người cơ mà tại sao lại thích bán đồ giờ này? Bùi Thị Thúy, Thùy Thùy Linh, chào bạn luôn này. Và chào bạn Trần Xuân Hà nhá. Like được không? Chào hai chị em nhé, chào bạn Đỗ Thị Thu Hà này. 97 Hà, chuẩn rồi anh ơi, 97 nhá bạn Nguyễn Văn Hưng nhá. 85 người đang xem, mọi người yêu quý hai chị em, chia sẻ giúp hai chị em lên 1-2 trang hội nhóm nhá mọi người. Yêu quý hai chị em và chia sẻ giúp hai chị em nhá. Anh đi đâu rồi? Đã bảo cho đi dán cá rồi các ông này cứ hỏi mãi thôi. Anh để mọi người đừng hỏi nhiều. Mọi người đừng hỏi nhiều bởi vì anh đang dán cá. Mà mọi người hỏi nhiều quá thì anh dán sẽ bị cháy cá. Vậy là em nào? Vẫn là em nào? Vẫn là em nào nào? Em mới đây này, đây là em cũ rồi mọi người ơi. 98112 nhé, 98 Bắc Giang đúng không anh ơi? Ship vải lên cho em nhá anh ơi. Ship vải lên Hà Nội cho em với nào. Chào mình đi, chào bạn chín bỏ vào mồm. Chín bỏ vào mồm. Thế còn chưa chín thì bỏ vào mồm được không ông ơi? Áo xanh xinh lắm. Biết rồi, áo xanh xinh lắm và áo xanh chưa có người yêu nhá mọi người. Áo xanh chưa có người yêu nhá. Hôm nay mình giới thiệu cho mọi người luôn. Ai thích xin nick Facebook này, xin số điện thoại này, xin cái gì nhiều Zalo các kiểu info của bạn ấy là mình cho hết. Mình cho hết luôn. Nếu bạn này chia sẻ nhiều nhất mình cho bạn ấy hết luôn. Chị nói mãi không mỏi mồm mà chị nói quen rồi nhá. Đỗ Thị Thu Hà ơi, yêu em áo trắng, cảm ơn anh Từ Hiếu nhá. Lò Thị Việt cái gì đấy? Lò Thị Việt cái gì đây? Phạm Hoàng Tiên, Phạm Mạnh Tiên. Mạnh Hùng chào bạn luôn này, chia sẻ rồi. Cảm ơn bạn Hoàng Ngọc Bích này. Hello, hello chị. Hello mọi người nhá. Hello bạn Thái Tử Tuấn này. Kevin Trần chào bạn luôn này. Yêu chí mất rồi. Cảm ơn bạn Cương Văn Cao, bạn Cao Văn Cường. Ông Cao Văn Cường mình nhớ cái nick này lắm đây này. Bạn Xuân Nam chào bạn luôn nhá. Ha, chào hai chị em. Nói sắc nhiều như ánh rồi. Cảm ơn bạn Ngọc Linh nhất chia sẻ giúp mình đi nào. Yêu quý hai chị em này, chia sẻ giúp hai chị em lên 1-2 trang hội nhóm nhá mọi người ơi. Chào lắm mồm. Cái gì đây ạ? Chào lắm mồm, chín bỏ vào mồm. Chào mọi người luôn này. Chào em, chào bạn Làn Khói Trắng nhé. Chưa chào anh à, em chào anh Làn Khói Trắng rồi đây này. Chào gái xinh, chào anh Lệ Tràn Mi nhé. Gớm thôi ông ơi, Lệ Tràn Mi kìa. Chị ngồi bên chị tên gì vậy? Tí nữa giới thiệu nhá. Chia sẻ giúp chị đi nào. Chia sẻ giúp chị, tí nữa mình giới thiệu cái bạn ngồi bên cạnh cho mọi người nhá. Mình sẽ dành cho bạn ấy nhiều thời gian để nói chuyện chém gió mọi người luôn. Mọi người thích hỏi gì trên trời dưới biển bạn ấy cũng được luôn. Nào là quê quán này, tên tuổi này, Facebook này, Zalo này, Instagram cái gì gì đấy là cho hết luôn mọi người. Hôm nay có thêm người đẹp chuẩn luôn nhá. Hôm nay có thêm người đẹp và quan trọng là bạn ấy chưa có người yêu nhá mọi người. Bán người không bán không sang tiền luôn, chưa bán. Tí nữa mình sẽ đấu giá cái bạn này nhá mọi người. Ai muốn mình đấu giá bạn này nào? Bạn Văn Hòa chào bạn luôn nhá. Yêu chị, bạn yêu bạn chị ạ. Cảm ơn bạn Tiến Tơ nhá. Chào bạn Tiến Tơ single luôn này. Thích chị yêu, thích chị yêu ánh mất rồi. Kệ ông. Thích chị yêu ánh thì kệ ông nhá. Ông Cao Văn Cường kìa. Nguyễn Thị Tiết Mai chào bạn luôn này. Chào hai em nhé. Chào anh Hồ Hải nhá. Chia sẻ giúp hai chị em đi nào anh ơi. Ai yêu quý hai chị em này, chia sẻ giúp hai chị em lên 1-2 trang hội nhóm nhá mọi người. Thế chưa ăn cơm hả em? Em chưa ăn nhá anh Cường Sen ơi, anh nấu cho em ăn được không? Anh ship qua Mỹ Đình cho em luôn được ạ. Em chào chị, chào chào bạn anh Dương luôn này. 89 ok. 89. Em là 89 anh ơi, 89 á. Không phải 89 nhá mọi người. Em không phải 89. Người mang tâm sự chào anh luôn này. 89 chào hai chị em nha. Ok anh luôn. 89 ạ. 12 đây ngơi, anh có biết 12 ở đâu không nào? Gái đẹp là có thật đó. Ố mày á gì đây? Hình như dân Lạng Sơn rồi đây. Ố là biết là dân Lạng Sơn rồi nhá. Lặng nhìn quá khứ ơi. Hồ Hải coi ánh dán cháy. Chuẩn luôn, ánh đang dán cá nhá. Mình ngửi thấy mùi cháy của cá rồi nhá mọi người. Đừng hỏi ánh nhiều. Ánh mất tập trung, ánh không thể dán cá nổi nhá mọi người ơi. Tùm, chào bạn luôn này. Số điện thoại ánh được không chi? Tí nữa mình cho nhá mọi người. Tí mình cho số điện thoại của ánh, ai muốn thì nhắn tin inbox cho mình nhá. Cho anh xin cái gì đây? Chết rồi. Cho anh xin số em đi, anh nhắn tin cho em đi nào, em không thể cho lên trên này được. Bạn bạn Lệ Tình ơi, bạn bạn có học mà sao bạn nói vô học thế bạn ơi? Bạn ra chỗ khác chơi đi nhá bạn ơi. Đi ăn cơm không đói em ơi, tí nữa em ăn anh ơi. Anh cũng xem em livestream và anh cũng chưa đói mà đúng không? Nên là anh vào đây nói chuyện với em nhá. Đi ăn cơm đi không đói. Em vào xanh và nói đi. Tí nữa nhá mọi người chia sẻ giúp mình lên 200 người xem. Mình bắt đầu giới thiệu bạn áo xanh cho mọi người nhá. Giới thiệu bạn áo xanh cho mình là chia sẻ giúp hai chị em lên các trang hội nhóm. 200 người xem mình bắt đầu nói cho mọi người biết là bạn này là bạn nào nhá mọi người ơi. Bí mật tí nó hé lộ nhá mọi người. Giá sao, giá gì hả anh? Anh muốn mua gì nào? Xích lô cái gì ông Hùng Nguyễn Tiên kia? Facebook chị áo xanh là gì vậy chị? Tí nữa mình sẽ nói nhá. Tí nữa bạn ấy sẽ trực tiếp nói cho mọi người biết
Facebook, Zalo này, Gmail các kiểu. Mọi người thích số điện thoại các kiểu là bạn ấy sẽ tự nói, mình không thể nào mà giới thiệu thay bạn ấy được. Mọi người ạ, à, mọi người phải chia sẻ giúp mình này. 200 người xem mình sẽ bắt đầu nói cho mọi người biết bạn ấy là ai nhá. Mọi người rất là xinh gái và chưa có người yêu này. Anh lắm lời đâu em, anh lắm lời đi dán cá rồi nhá. Anh đồng tiền nước mắt ơi, kiếm tiền khổ quá anh ơi, nên là phải có đồng tiền nước mắt phải không anh ơi. Hà Văn Di chào bạn luôn này, em chào chị áo xanh. Thế còn chị áo trắng thì sao? Văn Xích Lô gái xinh. Cảm ơn anh nhá, bắn tiếng ghê ghê nhỉ. Cảm ơn anh Gia Bảo này, add em, add với anh với nhé bé Điệu. Cảm ơn, tín em add anh luôn nha, anh Từ Hiếu nhá. 102 người xem này mọi người, yêu quý hai chị em. Chia sẻ giúp hai chị em lên 1-2 trang hội nhóm nhá mọi người. Xinh gái, cảm ơn anh Ly Tạo này. Anh em đấu giá em áo xanh đi. Giá khởi điểm là mờ, là tỷ mốt 50 gớm đấy ông ơi. Tôi đấu giá ban đầu tôi phải là 2 tỷ chứ tỷ mốt 50 ở đâu ra. Vợ Ánh đâu, tôi đâu? Vợ Ánh à, ông là chồng của Ánh à? Tại sao tôi lại không biết nhỉ? Đáng yêu quá đi, cảm ơn anh Mẩu mạnh mẽ này. Ai yêu quý hai chị em phải chia sẻ giúp hai chị em lên 1-2 trang hội nhóm nhá mọi người. Đáng... yêu Ánh Chi, yêu Ánh Chi, còn tóm lại là yêu ai nào? À, anh chỉ yêu Chi thôi. Cảm ơn anh Hồ Hà Hải nhá, chia sẻ giúp em đi nào. Cường Sen, ok em ơi. Ok, cái gì anh Cường Sen kia? Xin chào em, xin chào anh Tuấn Lai này, xin chào bạn Nhung Nguyễn này. Chào bạn Lê Huy Hoàng nhá. Chào bạn Nam David này. Tiệp Kiều chào bạn luôn này. Em kia đâu rồi? Tí nữa em kia bạn nói nhá. Áo trắng giọng hay với cười xinh thế. Cảm ơn anh đi rồi sẽ đến. Anh đi đâu mà đi rồi sẽ đến ải ngơi. 12 Lạng Sơn chuẩn luôn anh đồng tiền nước mắt ơi. Tại sao anh lại biết 12 Lạng Sơn anh đã đến chỗ em chơi chưa? Bắc Ninh mà giờ bảo Lạng Sơn á. Bắc Ninh nhưng mà Bắc Ninh, người ta ở Lạng Sơn lù lù, cái giọng làm sao mà giống Bắc Ninh. Giọng Bắc Ninh ấy, cái chữ L với chữ N kìa công ơi. Cái chữ L với chữ N họ cứ đọc là L cao L thấp biết không. Còn Lạng Sơn làm gì mà đọc hai cái chữ để lẫn với nhau đâu nào. Gái Lạng Sơn xin nghỉ hôm nay mới biết đó. Hôm nay mới biết là hơi bị muộn nhá Ngọc Linh nhá. Đoàn Minh chào bạn luôn này. Chào em, chào anh Toàn Seven. Thái Lan, nói hay quá. Ông này ở Thái Lan ấy sao mà để cái nick là Thái Lan thế này nào. 117 người đang xem mọi người, yêu quý hai chị em, chia sẻ giúp hai chị em nhá. Chém gió ghê. Chém gió cái gì, mọi người cứ thích chém gió với Chi thì Chi chả chém gió mọi người gì. Suốt ngày để lên đây để nói chuyện chém gió với mọi người thôi. Công việc của mình suốt ngày chỉ là ăn ngủ và chém gió với mọi người. Ước gì anh có được người yêu như em Chi. Anh không phải ước đâu anh ơi, anh cứ nhắn tin cho em đi rồi sẽ có. Đức Bùi Đức Hùng này chào anh luôn nhá. Đây cả được gì nhỉ thế? Được cái gì? Anh muốn được cái gì thì anh được ở đấy luôn. Anh muốn được cái gì nào? Ok, chào anh Nguyễn Cường này. Bây giờ mình có thời gian, bây giờ mình có cơ hội để nói chuyện với anh em. Đây, chị Chi nói hết của em rồi. Thế bây giờ là em sẽ chào tất cả các anh em nhá. À, ok, nói mất lịch sự thì ra nha. Đúng rồi, ai nói mất lịch sự là cho ra đảo luôn. Ok, chào anh Nguyễn Xuân Hoàng này. Chị Chi xinh gái ạ. Anh em nào có muốn làm người yêu chị Chi không nào? Thì là em sẽ cho anh em nhá. Anh em nào mà chưa có info của chị Chi nhá, cứ liên hệ trực tiếp với em cho mọi okay, người info bạn đông, luôn ạ. Bạn Đông Ui. Bạn Đông Còi ơi, cái túi đeo chéo mình đang đeo là 150k nhé. Bạn đặt hàng cho mình xin số điện thoại ạ. Mình có màu nâu và màu đen nhé mọi người. 150k hôm nay giảm giá kịch sàn. Nhân ngày giới thiệu cái bạn bên cạnh này này, mình giảm giá kịch sàn từ 250k xuống chỉ còn có 150k. Ai đặt hàng cho mình xin số điện thoại nhé. Túi đeo chéo 150k. Xin quá, cảm ơn anh Tường Bi này. Alo alo, cái gì alo? Alo Zimoto hả ông ơi? Anh đã chia sẻ, cảm ơn anh Cao Văn Cường nhé. 15.000 không đấu giá bạn này, sao mình có 15.000 à các ông? Bạn này được giá cao lắm đấy, làm sao mà 15.000 được? Đã bảo giá khởi điểm là 2 tỷ nhá các ông ơi. Giá khởi điểm cái bạn bên cạnh áo xanh này là 2 tỷ các ông, vào đấu giá đi nào. Hello người đẹp, hello bạn chuyển hà, hello bạn Lê Thanh luôn nhá. Chiến thắng tới giờ đấu giá nụ cười 995 15.000 nha. 99 năm mà mới cho có 15.000, thế tóm lại là một năm được bao nhiêu? Còn chưa đến 1.000 đồng. Thu Hàng chào bạn luôn này. Dần Vi hình như ngửi thấy mùi gì đó khé khé khé, hình như là cá cháy trần. Cá cháy mất rồi không các ông ạ? Cá cháy mất rồi, Ánh làm cá cháy mất rồi các ông ạ. Em nói có mệt không? Em nói quen rồi anh ơi. Chia sẻ 15 trang rồi, cảm ơn anh Tường Bi nhá. Chia sẻ rồi mất vợ sao? Mất vợ gì? Ai vợ ông nào? Cái gì đây? Mày nói tao nghe choáng. Cái gì đây? Bùi Công Chức ơi. Vợ lớn vợ bé.
ông này tham thế là làm sao mà là hai cô là vợ của ông được. Lúc nào cũng thấy chị chả thấy chị Ánh chuẩn luôn. Chị Ánh lúc nào cũng xuất hiện ở trên cái Facebook này ầm cả ngày luôn ấy. Chào mọi người nhé, chào bạn Đồng Tiền Nước Mắt luôn này. Bạn Hồng Phúc này, Thất Kê Lạng Sơn à? Không, em ở Văn Quan nhé. Anh Hồng Phúc ơi, anh ở đâu nào? Em ở Văn Quan nhé. Chia sẻ nhiều rồi ạ. Cảm ơn anh Hồ Hải nhé. Bạn Phạm Hồng Hạnh, chào bạn luôn này. Em ơi, có Yến có ở đấy không em? Không phải Yến, mà có Vân anh ơi. Có Vân nhưng mà hôm nay Vân ốm mất rồi. Ai mà quan tâm Vân thì nhắn tin trực tiếp cho Vân nhá. Hai cái kính đen thế, kính dâm thì chả đen à anh ơi. Kính dâm thì phải đen chứ nào. Em Ánh của anh đâu rồi, đi dán cá rồi nhá anh Trương Văn Đức ơi. Tường Bi không mở mồm không luôn anh ơi. Chào anh đi, chào anh Hoàng Quang luôn này. Anh ở Lạng Sơn, Bắc Sơn. À, em ở Văn Quan nhá anh ơi. Em sang Bắc Sơn chơi mấy lần rồi nhá anh ơi. Anh đâu em yêu, anh đâu em yêu á, anh có ở đây đâu mà lại hỏi anh đâu em yêu. Cái ông này, anh đâu rồi em, anh đi dán cá rồi, đừng hỏi anh nữa nào. Để anh dán cá một cách tập trung đi nào mọi người ơi. Bạn Kém Duyên anh chia sẻ rồi, cảm ơn anh Kém Duyên nhá. Chào em, chào anh Luân Nguyễn này, cho anh lên hình đi, không thích. Bạn Giang Đào, chị anh đợi em đâu, đã bảo là đi dán cá thế nào. Chào hai chị, chào bạn Ngọc Tuân Nguyễn này, chào bạn Phan Việt Hưng nhá. Em chào chị, chào bạn là Lã Bất Vi này. Chi làm người yêu anh nha, anh có tán em đâu mà yêu. Anh có thèm tán em đâu. Anh đâu rồi, anh đi dán cá rồi, không hỏi anh nhiều nào. Anh đi dán cá rồi nhá mọi người, không hỏi anh nhiều nhá mọi người ơi. Bực quá đi mất thôi, cứ từ nãy đến giờ bảo vào nói chuyện với hai chị em cứ hỏi anh mãi. Bực hết cả mình luôn đấy. Chị ơi, kết bạn với anh đi. Ok, anh Cương Văn Cào nhá, tí nữa em kết bạn với anh luôn. Anh nhắn tin qua tin nhắn chờ cho em nhá. Em có túi lạ không ạ? Em có túi đeo chéo kiểu khác nhá mọi người. Em có túi đeo chéo kiểu thể thao nhá mọi người ơi. Ngồi bên mày này mà nãy bây giờ mình nói. Sao? Để ai muốn bạn này nói đi, chia sẻ giúp em đi nào. Nể nhất mấy ông và chỉ để ngắm gái giống tao. Cứ đọc cái đoạn đầu mình còn thấy nể ông này. Nhưng mà đọc cái đoạn sau là giống tao một cái là mình đã thấy không còn gì để nói, cạn lời. Bạn nào xanh sinh năm bao nhiêu hả chị Chi? Tuổi hổ nhá mọi người ơi, tuổi hổ đấy. Ha ha. Thà mua xe còn hơn 2 tỷ. Này, bạn ấy hơn cả 2 tỷ nha ông ơi. Đây là giá khởi điểm là 2 tỷ đó đấy. Anh lâu thế em, dán cá thì phải lâu rồi anh ơi. Anh của anh đâu rồi em ơi? Anh của anh đã bảo đi dán cá không nói nhiều. Ai mà hỏi đến anh mình sẽ không trả lời nữa đâu. Bởi vì mình hôm nay mình sẽ chỉ giới thiệu bạn Loan nữa nhá mọi người. Anh đi dán cá và đừng hỏi mình nữa. Đừng ai hỏi mình nữa. Đừng ai nhắc đến anh một lời nào nữa nhá mọi người ơi. Chào người đẹp, chào anh Ai Nhân Hoàng. Anh yêu Hạc Xanh, ok anh luôn. Thế thì đấu giá đi nào, giá khởi điểm 2 tỷ nha anh ơi. An Nhân Hoàng, anh 23k. Chị Chi ơi, chị Ánh mồm vẹt mất tích rồi à. Không trả lời nhá. Để em Hạc Xanh nói đi chứ, chuẩn bị nhá mọi người. Để em Hạc Xanh nói chứ tí nữa nhá mọi người ơi. Anh gửi kết bạn nick em rồi đó. Ok anh Từ Hiếu nhá. Túi đằng sau bao nhiêu mây? Túi đằng sau là túi nào? Túi đằng sau là túi nào thế mọi người? Mọi người đâu hết rồi? Giờ này lại có bóng đá và mọi người lại không thèm để ý đến Chi đúng không? Nói nhiều phần em màu xanh. Tí nữa cho em màu xanh nói nhá mọi người. Cháy cá rồi em ơi. Cháy cá cái gì em? Cháy cái gì nào? À cháy cá à? Trời ơi anh viết là em không hiểu luôn đấy. Chào anh Chin Xiên nhá. Túi kia có đựng được iPad không em ơi? Có nha anh ơi. Túi hộp này đựng được iPad nha anh ơi. Túi hộp này cũng là chất da bò nha anh ơi. 199k này, ai đặt hàng cho em xin số điện thoại nhá. Túi hộp đựng được iPad nhá, đựng được sách nha anh ơi. Vũ Tuấn chào anh nhá. Anh ở Tu Bồ Văn Quan. À Tu Đồ nè. Em ở ngay đường đôi nhá mọi người. Em ở ngay đường đôi ạ. Đường đôi chỗ Văn Quan nhá anh ơi. Minh Việt Đăng chào anh nhá. 92 chào hai bạn. À 99. 99 là Băng Ninh. Biết rồi ông ơi. Nào mọi người ơi, mọi người yêu quý hai chị em này, chia sẻ giúp hai chị em lên 1-2 trang hội nhóm nhé mọi người. Yêu quý hai chị em, chia sẻ giúp hai chị em lên 1-2 trang hội nhóm nhé mọi người ơi. Nguyễn Diệu Linh, Diệp Linh mồm mép như tép vậy, bán được hàng. Bán được hàng đấy à, từ nãy giờ có bán được cái gì đâu. Có ai thèm để quan tâm tôi đâu, mọi người quan tâm bóng đá hết rồi. Vân ngồi bên đó nào, không phải Vân. Hôm nay là Loan, không phải Vân nhé mọi người. Cái gì đây, có duyên đấy, tuyệt vời. Chuẩn luôn bạn Seven nhá. Nguyễn Ngọc Hà này, chào mọi người nhá. Ai đang thả tin cho Chi thế này? Chị áo sinh năm bao nhiêu ạ? Chị áo sinh năm bao nhiêu là chị nào? Chị nào cũng mặc áo lại còn hỏi chị áo sinh năm bao nhiêu. Chị này tuổi hồ còn chị này tuổi trâu nhá.
À, anh chào em, chào anh Vinh Bảnh này. Chào mọi người đang xem nhé mọi người. Mọi người yêu quý hai chị em này, chia sẻ giúp hai chị em lên 100-200 hộ nhóm nhé mọi người. Anh chào em chào anh Vinh Bảnh nhá. Chào anh Cường Sen này, cười cái gì mà to thế. Chém là giỏi thôi. Chém cái gì, em có chém cái gì đâu nào. Nào bây giờ mình sẽ cho cái bạn ngồi bên cạnh nói chuyện mọi người nhé. Mọi người có muốn không nào? Muốn nói chuyện với cái bạn bên cạnh đâu nào mọi người. Bạn bên cạnh rất là xinh gái và chưa có người yêu nhé. Mọi người có thể nói chuyện làm quen với bạn bên cạnh nhé mọi người. Nói đi em Áo Xanh, chuẩn bị nói nha anh ơi. Nào bắt đầu nói chuyện với bạn Áo Xanh nhá. Hello mọi người, các anh em ơi, vào đây chiến đấu với hai chị em nào. Có anh em nào muốn hốt chị Chi về không ạ? Thì là comment nhá, em sẽ cho mọi người info của chị Chi luôn này. Ok, cảm ơn anh Tuấn Lai này, anh Nguyễn Hải này, Loan ơi. Em nghe đây anh ơi, có chuyện gì đấy ạ? Có chuyện Chi đây ạ? Ok, chào Thảo Hiền này, chào anh Bách Bạch. À, Bắc Bảnh này, dành thời gian để nghe em nói nhé. Bạn anh ơi, không phải nói nhé đâu, chỉ nói thật đây. Chỉ có Loan với Chi thôi, đúng rồi, hôm nay chỉ có Loan với Chi ở trên này chém gió với tất cả các anh em thôi nhá. À, ok, chào anh Lương Chí Cường này, Trương Lương Chí Tường này, kết bạn với em đi hai chị rồi. Ok, Nguyễn Xuân Hàng này, à, biết nick của chị Chi rồi thì cứ vào kết bạn với Chi thôi nhá. À, dẹp như bút tranh là sao? Đúng rồi, túi à, đúng rồi, túi của em Áo Xanh đang cầm đây là có giá 199k nhá. Nếu mà anh có mong muốn để lại số điện à, đặt hàng này thì để lại số điện thoại cho em nhá. Để lại số điện thoại cho em thì em sẽ gửi đơn hàng cho anh này. Ok, chào anh Nguyễn Hải đây. Em nói rồi, em nói rồi đây, không chị Chi không nói nữa, nhường lời cho em Loan nói đây này. Nói yêu em đi, em vừa chia sẻ rồi đó rồi. Cảm ơn anh Ngô Văn Điền này, yêu anh nha, yêu anh nha. Thành chào anh Thành Tố này. Tí kia xác nhận kết bạn này, kết bạn là chị Chi đúng không ạ? Nào các anh em ơi, có muốn xin info của chị Chi không thì theo dõi luồng like này em sẽ cho anh em. Anh em nào mà chưa biết nick của chị Chi nhá thì kết bạn với chị Kim Chi nè. Kim Chi. Rồi ok, chị cứ nói đi. Chị nói đi. Cho các anh em nói đi. Hello, chào anh Tiến Binh này, chào tất cả các anh em đang xem nhá. Chào anh Nguyễn Hải này, ok, cảm ơn anh Nguyễn Hải này. Những anh em nào mà đang theo dõi luồng like này nhá, nhớ là yêu quý hai chị em thì có thể là cho em xin một nút chia sẻ lên trang cá nhân hoặc là trang hội nhóm nhá. Để em có thể là nói chuyện này, giao lưu với tất cả các anh em ở mọi miền tổ quốc luôn ạ. Không nói chuyện, bây giờ em nói chuyện đấy. Em nói chuyện với tất cả các anh em này một lúc nữa này. Loan ơi, anh yêu Chi này, ok anh, cảm ơn anh nhá. Cứ yêu chị Chi của em thì cứ theo dõi luồng like đi, hoặc là thả tim cho hai chị em nhá. Bịp ơi, bịp gì đây? Chị Ánh nhá, chị Ánh đi rán cá này. Chi ơi, rồi ok, cảm ơn tất cả các anh em đang xem luồng like nhá. Rất nhiều anh em comment em không thể đọc hết được, nên anh em thông cảm cho em nhá. Bây giờ em sẽ chém gió này. Có anh em nào ở cùng quê với chị Chi không ạ? Gọi tên Loan trong đêm á. Anh ơi, giờ mới buổi tối thôi, làm gì đã gọi tên em trong đêm, gọi trên em trong đêm chết à? Mất ngủ chết đây, mất ngủ chết đây. Tên Loan trong trăm. Hai bạn. Em có kính bán hàng ra, có anh ơi, bên em có kính bán hàng nhá. Kính này bán kính dâm dành cho tất cả các anh em nhá. Anh em nào mà đi ra trời đi đường á, hay mình hay đi ship hàng hoặc là đi đường xa để đi làm, anh em có thể là đeo kính này cho em nhá. Rất là chất luôn. Chỉ có 99k thôi nhá. 199k chứ em nhầm. 199k thôi nhá anh em ơi. Có anh em nào có mong muốn để lại số điện thoại đặt hàng thì cứ comment cho em ở bên dưới nhá. Kính 199k này anh em ạ. 199k cho anh em nhá. Anh em nào á, đó, mà ví dụ như là mình ra đường mà đi đường mà nhìn ánh sáng chói lóa quá thì anh em sử dụng cho em cái kính này, rất là chất luôn, mà lại còn dâm nữa nhá. Anh em yên tâm, không bị đâm vào đâu hết, mà cũng hoa mắt, không hoa mắt luôn ạ. Nào, comment cho em số điện thoại được không ạ? Comment cho em số điện thoại đặt hàng nào, 199k thôi anh em nhá. 199k thôi ạ. Bên em sẽ cam kết là bảo hành cho tất cả các anh em luôn ạ. Để lại số điện thoại nào. Ok, cảm ơn Nguyễn Hải vừa nói yêu chị Chi xong giờ lại nói yêu Loan. Sao anh ba phải thế mà không phải ba phải đâu, em thấy anh sáu phải luôn ấy. Ok, anh Trần Công này, bịp gì anh? Bịp á, lừa bịp á, không có đâu anh ạ. Cam kết là bảo hành cho tất cả các anh em và cam kết là sẽ bao chất cho tất cả các anh em luôn nhá. Nếu mà anh không qua, không mình gì nhỉ? Em lại bí thư quá. Bí thư. Nói đi, chị đi, nói đi. Thôi, nhường lời cho chị Chi đấy. Thích nhất 99k á, sao lại thích nhất 99k nào? 199k nhá, 199k kính này, kính dâm nhá. Cho tất cả các anh em nào mà đi đường này, anh ấy. Em cũng chuẩn bị dinh một cái về đây, anh em nhìn không? Đeo rất là chân luôn. Đó, 199k thôi này. Có anh em nào đặt hàng thì comment cho em số điện thoại ở bên dưới nhá. Comment cho em số điện thoại ở bên dưới này. Còn mọi thứ cứ để em lo nha. Anh em ơi, nhanh tay nào. Chị
Ok, xin chào Thúy Hằng này. Ăn cơm chưa nào? Tất cả các anh em trong luồng live mọi người đã ăn cơm chưa? Và anh em nào đã chuẩn bị xem đá bóng thì nhớ chờ em xem cùng nữa nha. Xem cùng nữa nha. Tối nay là có trận giao hữu giữa Đức với cái gì nhỉ? Quên mất rồi. Có anh em nào biết không comment cho em đi. À, lại bán kính và túi rồi, đúng rồi anh ơi. Có anh em nào mong muốn đặt hàng không ạ? Nhanh tay nào, nhanh tay để lại số điện thoại cho em ạ. Anh ơi, túi đeo chéo này có giá là 150.000 nhá. 150.000 này, túi đeo chéo này. À, đeo chéo nhá, để lại số điện thoại cho em ạ. Để lại số điện thoại để đặt hàng nhá. Bên em sẽ gọi điện cho tất cả các anh em và xin địa chỉ thông tin của mình. Nào, những anh em nào có mong muốn đặt hàng thì chốt số điện thoại cho em ở bên dưới nha. Chốt số điện thoại cho em ở bên dưới nha. Lại là nơi anh yêu chị. Ok, Thạch Nguyễn để lại số điện thoại rồi này. Anh ơi nhớ là một lúc nữa chú ý nghe máy cho em nhá. Bên shop em sẽ gọi điện và tư vấn cho anh này. Anh nhớ chú ý nghe máy cho em ạ. Ok, chào anh Phạm Trung Vũ này. Yêu Lan, Lan yêu anh không? Yêu Lan, Lan có yêu anh nhưng mà không biết anh là ai. Ok, có ví ship không? Anh ơi bên em đã giảm giá kịch sàn cho anh tất cả những cái dòng sản phẩm này rồi. Giá ở ngoài thị trường chắc chắn là sẽ cao hơn, nhưng mà bên em sẽ giảm cho anh kịch sàn rồi và không bao ship cho anh nhá. À ok, Nguyễn Măng Châu này. Ok, chào Nguyễn Măng Châu nhá. Hai chị em này, yêu quý hai chị em thì thả tim cho hai chị em hoặc là chia sẻ bài viết cho em nhá. Rồi ok, anh Hiếu Nguyễn để lại số điện thoại cho em rồi này. À, để lại số điện thoại cho em rồi này, nhớ chú ý nghe máy cho em nhá. Tất cả những anh em nào mà để lại số điện thoại cho em ở trên luồng live này rồi, nhớ chú ý nghe máy cho em này. Và những anh em nào đang xem luồng live, mình có mong muốn để sở hữu một chiếc túi đeo chéo về cho bản thân mình này, hoặc cho bạn bè nhá, hoặc là người thân của mình, thì anh em cứ để lại số điện thoại cho em ở bên dưới ạ. Để lại số điện thoại cho em để em chốt đơn hàng cho tất cả các anh em nhá. 150.000 túi đeo chéo cho cả nam và nữ này, bao chất cho tất cả các anh em luôn ạ. Bao chất cho tất cả các anh em nhá. Ok này. Ok anh ơi, túi là 199k nhá, 199k nhá. Ok, chị Chi cười cho tất cả các anh em rụng rốn nào. Ok, nói chuyện thì bán hàng thôi, màu xanh. Đây, em chém gió với tất cả các anh em mà. Và chị Chi chém gió với tất cả các anh em rồi, thì bây giờ là em đã nhường lời để cho em là bán hàng ạ. Chị ơi em yêu chị. Ok, cảm ơn Vinh Trương này. Vinh Trương là yêu chị nào đây? Ở đây có hai chị luôn nhá. Không biết là yêu chị nào đây nào. Ai đặt bé Ánh số ra ban có Viper và like. Anh Hiếu Nguyễn này lại để lại số điện thoại trêu bọn em rồi. Chào cô bé cử khảo này. Bà Chi nói đi. Bà Chi là chị Chi là bây giờ là ngồi để làm mẫu cho em nhá. Còn anh em nào mà thích đặt hàng cứ để lại số điện thoại cho em ở bên dưới nào. Ok, chào Việt Chết này. Chị Lan ơi, em mến chị, yêu quý chị San, em yêu chị đi hả? Ôi dồi ôi, yêu lắm thế. Cảm ơn Nguyễn Băng Châu rất nhiều nhá. Chào Linh Đức Nguyễn này, Loan Quang. Sao lại vô duyên thế? Ai nói thế? Nói nhẹ nhàng tình cảm thôi nào. Ok, Tráng Phạm này. Anh chào, em chào người lạ. Em chào anh, em không biết anh là ai. Chào người lạ nhá, người lạ ơi. Chị ơi, nhớ em kìa. Ôi, ngồi đây còn kêu nhớ à? Đùa các ông. À, yêu chị Chi này. Ok, anh Hiếu Nguyễn này. Tại không biết mua gì nên mua mỗi người thôi em ạ. Bên em không bán người đâu nhá, chỉ bán ví thôi này. Chỉ bán ví thôi nhá. Ok, anh Hồ Hải này. Chào anh Xuân sửa xe máy nhá. Em đeo kính xinh gái. Ở đây có hai em đeo kính xinh gái, nhưng mà chắc chị Chi xinh hơn rồi. Dạo này bán túi cơ à, rích thế. Đúng rồi, bạn nghèo quá, bán túi để kiếm thêm tiền đây. Kiếm thêm tiền đây, đang nghèo lắm đây này. 78 Yên Hòa em. Anh đồng tiền nước mắt ơi, là anh hỏi shop của em hay là hỏi địa chỉ gì đây ạ? Nào mọi người ơi, nhanh tay nhá. Có anh em nào mong muốn đặt hàng thì comment cho em số điện thoại ở bên dưới đặt hàng nào. 150.000 túi đeo chéo nhá. Thế anh thuê 995 nhá. Rồi ok, 995 như kiểu là Trung Quốc thuê đất Việt Nam đúng không ạ? Nào cứ thuê đi. Ok, chào Nhi Láo nè. Chị áo xanh tên gì vậy? Đố đấy, đố biết đấy. Chị áo xanh tên Loan nha. Áo xanh tên Loan nha. Nào các anh em ơi, có anh em nào mong muốn đặt hàng không ạ? Mong muốn đặt hàng thì để lại số điện thoại cho em nhá. Để lại số điện thoại cho em nhá. 199k này, 199k anh em nhá. Bao chất cho tất cả các anh em luôn. Túi đeo chéo dành được cho cả nam và nữ nhá. Nam và nữ nha anh em nhá. Có mong muốn đặt hàng thì để lại số điện thoại cho em này. Ok, anh Nguyễn Hải để yêu hai đứa luôn. Hai đứa yêu anh luôn. Cảm ơn anh Nguyễn Việt Dũng này. Hello anh Nguyễn Hữu Thái này. Các anh em ơi, các anh em giờ này đã có anh em nào đi xem World Cup chưa? Cho chuẩn bị cho hai chị em xem với nhá. Và yêu vẫn còn yêu quý mà vẫn còn đang xem luồng like của em thì có thể là chia sẻ bài viết cho em ạ. Ok, chào anh Nguyễn Hữu Thái này. Say nắng à? Tối rồi anh ơi, tối rồi, người ta là say dâm chứ không phải là say nắng. Ok, đồng tiền nước mắt là shop của em á. Shop của em ở đâu? Anh
78 Yên Hòa anh ạ. Em mới em không biết. 78 Yên Hòa, số của em là 78 Yên Hòa nha. Bà Chi chỉ ngồi đây làm mẫu thôi, không cho nói nữa rồi. Em dính mồm chị Chi lại rồi nha. Bây giờ chị Chi là chỉ có cười thôi đó, không cho chị Chi nói nữa nha. Bây giờ là có mỗi mình em nói thôi này anh em ơi. À, Ánh này, Ánh giờ đi làm bữa tối rồi anh ạ. Loan ở đâu á? Loan ở Thái Bình nha. Túi này là túi đeo chéo da bò nha anh nhá. Anh đầu tiền nước mắt ơi, túi đeo chéo da bò bao chất cho anh em luôn ạ, giảm kịch sàn còn 150k. Nhưng anh em nào để lại số điện thoại thì comment cho em số ở bên dưới này. Ok, chào anh Nguyễn Văn Trường này, chào anh Nguyễn Hữu Thái này. Cảm ơn anh rất nhiều nhá, chia sẻ cho chị em nhá. Chia sẻ 20 nhóm rồi, rất là cảm ơn anh luôn ạ. 29K1 à. Chào hai em dễ thương. Ok, chào anh Nguyễn Việt Dũng này. Ô, đã 21 rồi kìa anh em ơi. Nhanh. Các anh em ơi, nhanh tay để lại số điện thoại đặt hàng nào để cho chị em có đi xem bóng nhá. Xem bóng với tất cả các anh em luôn nhá. Ăn cơm rồi nói tiếp à. Đây cũng mong lắm, chuẩn bị kết thúc đây. Đó, anh em nào mà yêu quý hai chị em nhá thì là thứ theo dõi luồng like hoặc chia sẻ cho bọn em. Còn anh em nào có mong muốn đặt hàng thì để lại số điện thoại nào. 150k túi đeo chéo ạ. 150k túi đeo chéo nha anh em ơi. 150k nhá. Vừa xem bóng đá vừa xem em đây à. Cảm ơn anh rất là nhiều này. Cảm ơn anh rất là nhiều luôn nha. Ok, bảo bỏ cả bóng nè, để coi người đẹp ạ. Cảm ơn anh rất là nhiều luôn nha. Bóng bánh nè, có khi là vừa xem bóng vừa xem hai bọn em đấy đó. Vừa xem hai bọn em đúng không? Giờ lại Loan nói nhiều hơn Chi, đúng rồi. Bây giờ là nhường lời cho em Loan, chỉ của em Loan nói thôi. Chị Chi là bây giờ chỉ cho ngồi để làm hình tượng cho tất cả các anh em thôi ạ. Nào mọi người ơi, mọi người chia sẻ cho hai chị em chưa ạ? Nào có anh em nào ấy mà đặt hàng thì comment cho em số điện thoại ở bên dưới nhá. Túi đeo chéo 150k bao chất cho tất cả các anh em luôn ạ. Bao chất cho tất cả các anh em luôn nhá. Anh Nguyễn Hữu Thái này cho chụp kiểu ảnh dìm để làm avatar với á. Không cho chụp đâu. Xin ạ. Anh Nguyễn Hải chưa kết bạn với á. Anh Nguyễn Hải chưa kết bạn với chị Chi à? Nếu mà chưa kết bạn với chị Chi thì kết bạn với chị. Chào 37 á. Ok, chào anh Nguyễn Nam Nghệ An này. Chào anh Nguyễn Nam ở Nghệ An nha. Cái gì cơ? Chưa có người yêu đâu. Nào mọi người ơi, còn anh em nào nữa không ạ? Còn anh em nào đặt hàng thì nhanh tay comment cho em số điện thoại nào. Số điện thoại kèm theo số điện thoại kèm theo tên của sản phẩm nhá. Túi đeo chéo này 150k thôi anh em nhá. Nhanh tay comment số điện thoại để dinh chiếc túi này về nào. Có anh em nào mà mong muốn mà đeo cái này nhá thì nhanh tay nhá. Nhanh tay chốt số điện thoại cho em ở bên dưới nào. Có anh ấy còn chưa. Còn rồi, còn Chi với Loan thôi á. Chi với Loan thôi á. Thôi né ra nhá. Hai chị em né ra được không? Rồi ok mọi người ơi, nếu mà xem là mấy giờ rồi? 7:38. Ok thôi em đi xem World Cup đây. Chào mọi người nhá. Chúc mọi người buổi tối vui vẻ.